Bước vào Olympic Paris 2024 với vị thế là nhà đương kim vô địch bóng đá nữ thế giới, đội tuyển nữ Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch tại Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, trận thua 2-4 trước đội tuyển nữ Brazil ở trận bán kết khiến cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha chỉ có thể tìm kiếm tấm huy chương đồng tại Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, họ phải đánh bại đội tuyển nữ Đức trong trận tranh hạng ba sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8 năm 2024. Dù không thể góp mặt trong trận chung kết để tìm kiếm tấm huy chương vàng danh giá, nhưng đội tuyển nữ Tây Ban Nha và nữ Đức vẫn còn cơ hội lên mục vinh quang nếu giành chiến thắng trong trận tranh huy chương đồng diễn ra lúc 20 giờ hôm nay mùng 9 tháng 8 năm 2024. Trong video này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến các chuyên gia, dự đoán kết quả, thông tin phân tích, nhận định bóng đá trận đấu nữ Tây Ban Nha với nữ Đức trận đấu tranh huy chương đồng thế vận hội mùa hè Olympic 2024. Vòng bán kết vừa rồi, nữ Tây Ban Nha chắc chắn gây thất vọng rất lớn dưới tư cách đương kim vô địch World Cup lẫn đội tuyển số một thế giới, theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, các cô gái xứ sở bò tót được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Brazil vốn qua thời hoàng kim từ lâu. Chưa kể tại vòng bảng trước đó, họ từng thắng dễ chính Brazil với tỷ số 2-0. Thế nhưng nào ai ngờ, thầy trò huấn luyện viên Monserrat Tom đã thua đến 2-4, thậm chí phải đến cuối trận, phút 85, họ mới tìm được bàn đầu tiên trong thế bị dẫn 0-3. Dẫu sao tuyển nữ Tây Ban Nha cần sớm quên ngay thất bại vừa rồi để lấy lại tinh thần và sự tập trung cao nhất cho trận tranh huy chương đồng. Điểm tích cực là từ tháng 10 năm 2019 tới giờ, đội bóng này chẳng những chưa bao giờ thua liền hai trận mà sau mỗi thất bại luôn là chiến thắng. Trong khi đó, nữ Đức tuy không thể gây bất ngờ trước Mỹ mạnh hơn nhưng so với vòng bảng, thua sấp mặt 1-4, thì việc chỉ gục ngã sau hiệp phụ vẫn là sự cải thiện đáng ghi nhận. Khác với Tây Ban Nha, lần đầu được giữ Olympic, tuyển nữ Đức chẳng còn lạ gì với thế vận hội và từng giành huy chương vàng. 2016. Ngoài ra, cả ba lần chỉ được dự trận tranh huy chương đồng, Đức đều giành chiến thắng. Chỉ có điều đúng một trong số đó, họ gặp đối thủ cùng khu vực. Mà nói gì thì nói Tây Ban Nha hiện tại đương nhiên là đội bóng số một làng bóng đá nữ lục địa già. Điều này được kiểm chứng ngay ở thực tế sân cỏ chứ không chỉ nói suông. Còn nhớ sau chức vô địch World Cup 2023, Tây Ban Nha đã thắng Pháp ở chung kết UEFA Nations League để bước lên bục vinh quang và Pháp chính là đội đã thắng, Đức ở chung kết. Dĩ nhiên trong môn thể thao vua làm gì có tính bắc cầu nhưng trước Pháp, Đức phải nằm dưới giống trận thua Mỹ. Trong phạm vi 20 lần ra sân gần nhất cũng chỉ có hai trận đó Đức thực sự bị đánh giá thấp hơn nên. Với việc Tây Ban Nha được xếp trên thì rõ ràng vẫn nên đặt niềm tin vào khả năng giành huy chương Olympic của nhà vô địch World Cup, thậm chí là Rosa còn có thể giải quyết cuộc chơi trong hai hiệp chính. Không biết Đức sẽ sử dụng đấu pháp nào, phòng ngự, phản công hay đôi công sòng phẳng, nhưng về phía Tây Ban Nha thì có thể tin tưởng vào hàng công đội bóng này với thành tích ghi ít nhất 2 bàn ở 14 trong 16 trận vừa qua, giúp cho 11 trong số đó kết thúc với tối thiểu 3 tình huống lưới dung. Mà Đức kiểu gì cũng phải vùng lên một khi bị dẫn bàn và thống kê cũng chỉ ra 9 trong 11 lần ra sân gần đây của nữ Đức xuất hiện không dưới hai pha lập công. Nhà cái dự đoán lưới dung 30 phút cuối trận, Tây Ban Nha ghi 8 bàn thắng từ phút 60-90, tương đương với 88,9% tổng số bàn thắng của họ tại Olympic 2024. Con số tương tự bên phía Đức lần lượt là 4 bàn và 50%. Vì thế, 30 phút cuối trận là quãng thời gian hai đội thi đấu bùng nổ nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất ở kỳ thế vận hội này.